Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2 tập 1 sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 4, phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Bài 20, phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 2 chữ số. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài luyện tập sách giáo khoa trang 79. Mời các em hãy mở sách giáo khoa, chúng ta cùng nhau làm bài tập nào. Trước tiên cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: đặt tính rồi tính. Cho cô giáo biết bài tập số 1 có mấy yêu cầu? Bài tập số 1 gồm có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính, yêu cầu thứ hai là tính. Vậy để chúng ta đặt tính và tính tốt, các em hãy nhớ lại các yêu cầu đặt tính và tính như thế nào để chúng ta làm bài tập 1 nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta thực hiện đặt tính rồi tính các phép tính vào vở ôn ly nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Phép tính đầu tiên là 38 cộng 52. Chúng mình thực hiện bước 1 đặt tính như sau. Viết số 38 ở trên, viết dấu cộng ở giữa hai số, viết số 52 ở dưới số 38, sao cho các chữ số trong cùng hàng thẳng cột với nhau. Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Bước thứ hai là chúng ta thực hiện tính từ phải sang trái. Chúng ta thực hiện tính như sau. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4. 4 cộng 5 bằng 9. 38 cộng 25 bằng 90. Phép tính thứ hai, chúng ta đặt tính như sau. Viết số 15 ở trên, viết dấu cộng ở giữa hai số, viết số 15 ở dưới, sao cho các chữ số trong cùng hàng thẳng cột với nhau. Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta thực hiện bước 2, tính từ phải sang trái. Thực hiện tính như sau. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 2 cộng 1 bằng 3. Kết quả 15 cộng 15 bằng 30. Phép tính tiếp theo, 67 cộng 17. Chúng ta thực hiện như sau. Viết số 67 ở trên, viết dấu cộng ở giữa hai số, viết số 17 ở dưới, sao cho các chữ số trong cùng hàng thẳng cột với nhau. Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Thực hiện tính từ phải sang trái. Chúng ta thực hiện như sau. 7 cộng 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7. 7 cộng 1 bằng 8. 67 cộng 17 bằng 84. Phép tính tiếp theo, chúng ta đặt tính như sau. Viết số 72 ở trên, viết dấu cộng ở giữa hai số, viết số 19 ở dưới số 72, sao cho các chữ số trong cùng hàng thẳng cột với nhau. Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta thực hiện tính từ phải sang trái. Chúng ta thực hiện như sau. 2 cộng 9 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8. 8 cộng 1 bằng 9, viết 9. 72 cộng 19 bằng 91. Như vậy, chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1 rồi đấy. Bài tập số 1 giúp chúng ta củng cố về cách đặt tính rồi tính cộng các số có 2 chữ số với số có 2 chữ số có nhớ trong phạm vi 100. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Vậy nhiệm vụ của các em như sau. Muốn biết đúng hay sai thì chúng ta phải thực hiện tính kết quả của các phép tính,
ghi trên các quả cầu. Ở đây, mỗi một quả cầu có mang một phép tính đấy. Và mỗi một quả cầu nối với một số ở trên tia số. Và cũng có thể là quả cầu đó nối với số kết quả đúng. Hoặc cũng có thể quả cầu đó nối với số kết quả là sai. Vậy muốn biết quả cầu nào nối kết quả đúng, quả cầu nào nối với kết quả sai, các em phải thực hiện tính kết quả và lựa chọn đáp án đúng, sai để điền vào chỗ chấm. Các em hãy quan sát mẫu nhé. Quả bóng đầu tiên đó là phép tính 60 cộng 10. 60 cộng 10 bằng 70. Và quả cầu này đã nối đến số 70 trên tia số. Vậy đây chính là đáp án đúng. Chúng ta lựa chọn chữ D để điền vào ô trống. Tương tự như vậy, các quả bóng còn lại, các em hãy thực hiện tính và so sánh kết quả để chúng ta lựa chọn đáp án đúng sai nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Phép tính 67 cộng 14, chúng ta thực hiện như sau. 7 cộng 4 bằng 11, viết 1. Nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7. 7 cộng 1 bằng 8. Kết quả là 81. Chúng ta quan sát xem đường dây nối đến số xem có đúng là số 81 không nhé. À, như vậy là quả cầu này có đường dây nối đến số 85. Như vậy đây là một đáp án không chính xác. Chúng mình điền chữ S vào ô trống bên cạnh nhé. Phép tính tiếp theo 58 cộng 19. 8 cộng 9 bằng 17, viết 7, nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6. 6 cộng 1 bằng 7. Kết quả là bằng 77. Vậy chúng mình xem đường dây đã nối đến đúng số 77 chưa? À, như vậy đường dây đã nối đến số 76 đấy. Đây là một đáp án không chính xác. Chúng mình lựa chọn đây là chữ S. Phép tính tiếp theo 49 cộng 48. Chúng ta thực hiện 9 cộng 8 bằng 17, viết 7, nhớ 1. 4 nhớ 1 bằng 5. 5 cộng 4 bằng 9. Kết quả là bằng 97. Chúng ta sẽ nối đến kết quả là 97 là đáp án đúng. Vậy ở đây quả cầu này cũng nối đến số 97 là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúng mình sẽ lựa chọn chữ D để điền vào ô trống. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi đấy. Ở bài tập 2 cũng củng cố cho các em về cách tính cộng trừ các số trong phạm vi 100 có nhớ. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ làm tiếp bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống còn thiếu. Ở đây, chúng mình quan sát, đây là một dãy các phép tính theo chiều mũi tên. Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các phép tính, sau đó chúng ta sẽ điền vào ô trống và thực hiện dãy phép tính tiếp theo. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Phép tính 45 cộng 27. Chúng ta thực hiện như sau. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 5 cộng 2 bằng 7. Kết quả bằng 72. Tiếp tục 72 cộng 19. Chúng mình thực hiện như sau. 2 cộng 9 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8. 8 cộng 1 bằng 9. Kết quả bằng 91. Tiếp tục ở dãy tính thứ 2, chúng ta thực hiện tính đầu tiên là 45 cộng 19. 5 cộng 9 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 5 cộng 1 bằng 6. Kết quả bằng 64. Tiếp tục chúng mình lấy 64 cộng tiếp cho 27. 4 cộng 7 bằng 11, viết 1, nhớ 1.
6 thêm 1 bằng 7, 7 cộng 2 bằng 9, kết quả bằng 91. Qua thực hiện hai dãy tính, em có nhận xét gì về các phép tính này? À, các em ạ, các phép tính này đổi chỗ các số cho nhau, các số hạng đổi chỗ cho nhau, nhưng kết quả cuối cùng đều bằng 91 đấy. Như vậy đây chính là mối quan hệ trong phép cộng. Khi các số hạng trong phép cộng đổi chỗ cho nhau thì kết quả của chúng không thay đổi. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu là một bài toán có lời văn. Để làm được bài này, các em hãy nghe cô giáo đọc bài toán nhé. Nam có 57 viên bi, Mai cho Nam thêm 15 viên bi. Hỏi lúc này Nam có bao nhiêu viên bi? Quan sát và đọc thầm bài toán cho cô biết. Bài toán cho chúng ta biết gì nào? À, bài toán cho chúng ta biết Nam có 57 viên bi. Vậy bài toán còn cho biết gì nữa? Bài toán còn cho biết bạn Mai cho Nam thêm 15 viên bi. Vậy bài toán hỏi gì nào? Bài toán hỏi lúc này Nam có bao nhiêu viên bi? Vậy muốn biết lúc này bạn Nam có bao nhiêu viên bi, chúng mình phải làm như thế nào? À, các em ạ, muốn biết lúc này bạn Nam có bao nhiêu viên bi thì mình sẽ lấy số viên bi bạn Nam có cộng thêm số viên bi bạn Mai cho. Thì chúng ta sẽ tính được là lúc này bạn Nam có bao nhiêu viên bi đấy. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta giải bài toán vào vở ô ly nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Đây là bài giải của cô. Các em hãy quan sát và so sánh bài của mình nhé. Bài giải cách 4 ô. Cách 1 ô chúng mình viết câu lời giải đó là lúc này Nam có số viên bi là 2 chấm. Xuống dòng phép tính chúng ta lùi vào 2 ô so với lề vở. 57 cộng 15 bằng 72. Mở ngoặc viên bi, đóng ngoặc. Xuống dòng đáp số thẳng dấu bằng. Đáp số 2 chấm 72 viên bi. Như vậy, đây chính là bài toán giải. Qua bài toán giải này, chúng mình có thể có viết câu lời giải khác với câu lời giải của cô ở trên bảng đấy. Và phép tính và đáp số thì chúng mình giống nhau, nhưng câu lời giải chúng mình có thể lựa chọn câu lời giải khác nhé. Cô giới thiệu với các em một bài giải có câu lời giải khác như sau. Trình bày vẫn là bài giải cách 4 ô. Cách 1 ô ghi câu lời giải. Số viên bi của Nam có là 2 chấm. Phép tính 57 cộng 15 bằng 72 viên bi, mở ngoặc đóng ngoặc. Đáp số 2 chấm 72 viên bi. Như vậy, với bài toán này, chúng mình có thể lựa chọn câu lời giải khác nhau, nhưng phép tính và đáp số là giống của cô nhé. Như vậy chúng mình đã giải xong bài tập số 4 rồi đấy. Bài tập 4 giúp chúng mình củng cố về cách giải toán có lời văn. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.